Đinh Thái kính chào quý khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018. Đối diện với làn sóng bạo động của phong trào áo vàng tại nước Pháp, Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron. Dự trù sáng ngày hôm nay sẽ có một cái buổi họp khẩn cấp hội đồng nội, các à, nội khác. Và ngoài ra ông sẽ gặp đại diện của các công đoàn cũng như là các tổ chức về công nhân để giải quyết cái vụ bạo động này. Thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày hôm thứ bảy vừa qua thì có vào khoảng 130.000 người Pháp đã đổ xuống đường ở rất nhiều thành phố. Và riêng tại thủ đô Paris thì có tới mà 10.000 người đã xuống đường và đã có một số người bạo động đập đập phá cửa hàng trên cái đại lộ nổi tiếng nhất tức là cái quảng trường Saint-Élysée mà có Arc de Triomphe tức là cái quảng trường chiến thắng ngay tại thủ đô Paris. Thưa quý vị, 1.200 người đã bị bắt và một số người bị thương. Sáng hôm nay thì bộ trưởng tài chính của nước Pháp là ông Bruno Le Maire nói rằng đây là một cái thảm họa về kinh tế và thương mại cho nước Pháp. Theo dự trù thì 10 giờ sáng ngày hôm nay tức là giờ phút này đó là tổng thống Macron đã họp với đại diện các nghiệp đoàn và các tổ chức công nhân để mà giải quyết vấn đề này. Những người phong trào vàng thì họ tự phát và họ yêu cầu rằng phải cầm cắt giảm những cái thế nhiên liệu và giải quyết cái tình trạng đời sống đắt đỏ của người dân Pháp. Ngoài ra thì theo tin của tờ Le Figaro thì có ông Bộ trưởng và chín Bộ trưởng và Thủ tướng Pháp là ông Edouard Philippe cũng tham dự vào cái cuộc họp sáng ngày hôm nay. Và 8 giờ tối nay, tức là tính theo giờ địa phương tại thủ đô Paris thì Tổng thống Macron sẽ lên đài truyền hình để lên tiếng về cái tình trạng mà ông gọi là rất là bất ổn ngay tại thủ đô nước Pháp và nhiều thành phố khác. Nhưng mà có một hình ảnh rất đẹp là tại một số thành phố thì những người biểu tình mặc áo vàng thay vì bà động với cảnh sát họ đã mang kèn và các dụng cụ âm nhạc ra trình tấu để mà làm dịu đi cái không khí căng thẳng giữa đôi bên tức là một bên cảnh sát và một bên là những người biểu tình. Liên quan đến lời tuyên bố của tổng thống Donald Trump hôm thứ bảy vừa qua là ông cho biết là tránh văn phòng tòa Bạch ốc là tướng John Kelly sẽ ra khỏi tòa Bạch ốc tức là không còn làm việc nữa vào cuối năm nay thì thưa quý vị người đứng đầu trong danh sách được đề cử thay thế đó là ông Nick Ayers là tránh văn phòng của phó tổng thống Michael Pence sáng nay tuyên bố cho biết là ông sẽ từ chối không nhận cái lời mời làm tránh văn phòng thay thế cho tướng John Kelly mặc dù ông Nick đã xin rằng có thể làm việc tạm thời trong một thời gian vài ba tháng mà thôi nhưng mà Tổng thống Trump muốn rằng một người nhân công việc tránh văn phòng này sẽ phải làm công việc um, gọi là um, kéo dài thời gian để mà có thể giải quyết tất cả mọi cái um, tình hình ngày hôm nay liên quan đến những hồ sơ của Tòa Bạch Ốc và đặc biệt là chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2020. Người ta chưa biết là ai sẽ là người thay thế cho tránh văn phòng John Kelly sẽ nghỉ vào cuối năm nay. À, thưa quý vị, có một số những người khác đang được đề cập đến nhưng mà danh sách thì Tòa Bạch gốc chưa cho biết là Tổng thống Trump muốn chọn ai. Ông Nick năm nay có 36 tuổi thôi, trẻ lắm, là một người chuyên môn làm những công việc lobby và tư vấn cho các tổ chức chính trị. Và trong một thời gian có 7 năm trời mà thôi, tài sản của ông đã từ 12 triệu Mỹ Kim mà lên tới 55 triệu Mỹ Kim mà làm một khuôn mặt được xem như là sáng giá hiện nay đang làm việc trong Tòa Bạch gốc Cựu giám đốc của cơ quan FBI là ông James Comey, người đã bị Tổng thống Donald Trump sa thải cách đây một thời gian một năm. Ông James Comey hôm Chủ nhật tối hôm qua trong một lần nói chuyện với một cử tọa ngay tại New York, thì ông kêu gọi là dân chúng Hoa Kỳ hãy làm đủ mọi cách để không cho Tổng thống Donald Trump đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2020. À, ông nói rằng cái giải pháp hay nhất là tránh một cái cuộc gọi là dẫn tới điều tra rồi sau đó là gọi là mời áp tổng thống trump rời khỏi chức vụ trong tiếng anh họ gọi là impeachment tức là đàn hạc tổng thống trump ông nói cái giải pháp đó sẽ không mang lại sự ổn định mà có vẻ như là một cái cuộc đảo tránh ông kêu gọi dân chúng và đặc biệt là đảng dân chủ hay dẹp qua tất cả những cái uh, bất đồng cho nội bộ để đưa ra một ứng cử viên và đảng dân chủ phải chiến thắng Ông nói là they have to win. Đây là cái lời kêu gọi của ông James Comey, cựu giám đốc cơ quan FBI của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, một người phụ nữ không có giấy tờ mà đã được tuyển mà làm việc cho cái um, sân đánh góp của Tổng thống Trump uh, ở Bedminster vừa mới lên tiếng công khai trên báo chí và đặc biệt là trên tờ New York Times cho biết là bà không còn sợ hãi nữa và bà phải lên tiếng bảo vệ cho quyền lợi của những người không có giấy tờ làm việc tại cái chỗ này. Bà tên là Victorina Moral. Bà nói với thông, hãng thông tấn AP cũng như là tờ um, New York Times rằng bà đã được tuyển vào làm việc tại um, uh, the Trump National Golf Club ở uh, Badminton và bà đã bị đối xử một cách hết sức là tàn tệ những người mà làm việc trong cái um, câu lạc bộ đánh góp này đã có nhiều lần chấn bà vào bà vào góc nhà và nói rằng cấm không được nói tiếng um, Spanish và đồng thời gọi bà là con lừa cũng như là con chó ngoài ra bà cho biết là một số đồng nghiệp khác của bà cũng không có giấy tờ làm việc trong cái câu lạc bộ đánh góp này của tổng thống trump bị đối, đối xử hết sức là bất bình đẳng cho nên họ uh, đã lên tiếng trên tờ New York Times cách đây mấy ngày uh, bà còn nhấn mạnh rằng cái lời tuyên bố của tổng thống trump là không bao giờ tuyển dụng những người mà undocumented uh, employee đó là những người không có giấy tờ thì cái lời tuyên bố đó hoàn toàn là sai lạc và lao lếu và chính những cái ngôn ngữ khích động của tổng thống Trump đã khiến cho nhân viên tại cái sân um, uh, Trump National Golf uh, Golf Club này có những hành, hành vi đối xử một cách bất công với nhân viên như vậy. Thưa quý vị, bà uh, Victorina Moral là một người dân của Guatemala và cùng với gia đình bà đã bị những băng đảng tại đây đe dọa giết, cho nên bà đã tìm cách đi vào nước Mỹ và đi vào đêm một cách bất hợp pháp sau đó thì không biết tại sao mà bà lại được tuyển vào trong cái um, Trump National Golf Court này tại Westminster uh, Sáng ngày hôm nay và kéo dài năm năm ngày liền thì 4.000 nhân viên làm việc cho cái hệ thống uh, Kaiser Permanente tức là hệ thống nhà thương nổi tiếng của nước Mỹ những người này uh, nằm trong cái bộ phận chuyên À, săn sóc những bệnh nhân về bệnh tâm thần, họ sẽ bắt đầu đình công để phản đối với cái tình trạng mà thiếu nhân viên làm việc trong cái khu vực chuyên môn này, khiến cho những bệnh nhân đôi khi phải chờ đợi cả tháng trời mới được chữa trị. À, những người đình công họ nói rằng, cái nghiệp đoàn họ nói rằng bệnh nhân cần phải được đối xử và chữa trị một cách đúng mức. À, trong khi đó thì cái hệ thống bảo hiểm HMO của Kaiser Permanente nói rằng họ đã tuyển thêm nhân viên cho cái khu vực chuyên trị bệnh tâm thần và đồng thời tăng nhân viên lên tới 30% và bỏ ra một khoản tiền 175 triệu mỹ kim đầu tư từ năm 1975 à, à, xin lỗi quý vị từ 2015 cho đến nay cơ quan Kaiser thì được cho biết rằng mặc dù có 4.000 nhân viên thuộc khu vực uh, chữa trị uh, bệnh tâm thần đình công nhưng mà tất cả những bộ phận khác của Kaiser Permanente vẫn làm việc như bình thường riêng với những bệnh nhân bệnh tâm thần nào mà cảm thấy rằng cần chữa trị một cách gấp rút thì Kaiser vẫn cung cấp dịch vụ đó cho họ. Còn những người nào mà còn có thể chờ đợi được thì sẽ chờ đợi cho tới khi hết một tuần lễ mà 4.000 nhân viên này đình công. Thưa quý vị, cái vụ đình công này ảnh hưởng tới 100 hệ thống Kaiser Permanente ở trên toàn nước Mỹ, trong đó có khu vực Hollywood, Fontana và thành phố Anaheim ở miền nam California. Canada vừa mới ký một cái hợp đồng trị giá lên tới một uh, triệu 500 ngàn mỹ kim với một cái công ty luôn cung cấp những máy bay không người lái tức là drone để dùng những chiếc máy bay drone này đưa thực phẩm, thuốc men và thư từ tới một cái hòn đảo có tên là First Nation uh, Moose Cree ở uh, bên uh, Canada. Đây là một cái hòn đảo nằm xa đất liền và phương tiện di chuyển duy nhất vào mùa hè đó là những um, cái uh, con tàu nhỏ. Vào mùa đông thì chỉ có một cách duy nhất thôi là dùng những người một trượt tuyết để mà đưa thực phẩm, thuốc men và thư từ tới hòn đảo này. Đây là một hòn đảo có tới 5.000 người là thổ dân Canada. Và thưa quý vị, những chiếc máy bay drone này dự trù sẽ mang theo một cái kho, những cái gói hàng vào khoảng 5 kg trong đó có thư từ, thực phẩm, nước uống và uh, thuốc men cho những cư dân và cái đường bay của họ sẽ giúp cho 5.000 cư dân tại đây không bị cô lập trong mùa đông đang lạnh giá tại Canada Cơ quan bảo vệ sức khỏe của Hoa Kỳ vừa mới đưa lên tiếng cảnh báo rằng vào mùa lễ hội năm nay Thì mọi người nên tránh tuyệt đối không nên ăn cái loại bánh cookie mà chưa có nướng Trong tiếng Anh gọi là cookie dough Cái này thì trẻ em nào cũng biết cả Đôi khi họ dùng cái bột cookie nặn thành những hình bánh và thay vì nướng thì các trẻ em nên ăn cái bánh đó nó có cái vị rất là ngon. Cơ quan bảo vệ an ninh, xin lỗi quý vị, bảo vệ sức khỏe của nước Mỹ nói rằng nếu mà ăn cookie mà không có nướng đó thì có thể bị nhiễm vào một cái loại vi khuẩn mà gây ra bệnh. Ngoài ra tất cả những quả trứng nào mà không có luộc chín mà ăn sống thuần túy đó cũng có thể nhiễm cái loại vi khuẩn gây ra bệnh này. Cơ quan CDC của Mỹ nhắc nhở dân chúng là tuyệt đối không nên ăn, ăn cookie chưa nướng và nếu mà ăn trứng thì nên luộc cho nó chín. Và cuối cùng là một cái tin liên quan đến những người nào mà thích đi trời trời hoặc là thích đi gia sale. Nước Mỹ thì ai cũng biết gia sale tức là những cái người mà họ bán những quần áo cũ hoặc đồ vật mới chăng nữa mà ngay trước cửa hàng nhà của họ. Một người đàn ông ở bên Anh tên là Carl Martin hôm vừa rồi tình cờ đi một cái gia sale tức là một cái trời trời trong khu vực trong xóm đó thì mua được một cái bình gốm nhỏ trông đẹp lắm với giá, giá chỉ có vào khoảng độ 5 mỹ kim mà thôi tức là 4 đồng sterling thì ông Martin đem cái bình gốm này về để làm gì thưa quý khán giả ông để trong phòng tắm để cắm những cái bàn chải đánh răng một kem đánh răng lên khi mà ông xài kem đánh răng và bàn chải đánh răng thì nó quệt cả kem đánh răng vào trong cái bình gốm đó thì cái đây ít ngày ông đi dự một cái cuộc đấu giá những đồ vật cổ thì ông thấy rằng có một cái bình gốm rất giống cái bình gốm của ông mà đã có niên là niên đại lên tới một vài ngàn năm thì ông mới đem cái bình gốm ông mua năm mỹ kim đó đến cho cái cơ quan mà tìm hiểu về cổ vật của nước anh xem ông không thể tin được vào tai mình nữa thưa quý vị cái bình gốm này được xét nghiệm là một cái niên đại lên tới bốn ngàn năm tức là đã có mặt ở trên quả đất này hai ngàn năm trước khi đức chúa giêsu kitô ra đời cái bình gốm này là của người Ai Cập và làm trong khu vực Mesopotamia. Ông chưa biết là ông Khang Martin này sẽ dùng cái bình gốm này ra sao hoặc là đem tặng cho viện bảo tàng bên Anh. Cho nên nếu mà chúng ta có đi um, chơi chơi hoặc là đi mua những cái nơi mà nó bán những đồ vật cũ đó. Nếu mà chúng ta vớ được một cái bình như thế này thì chắc cuộc đời sẽ thay đổi. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.